đời đi đâu về đâu. Nga là một cô bé yếu ớt, nhút nhát, luôn buồn bã sống thu mình, ít tiếp xúc chuyện trò giao lưu với mọi người. Người thân trong gia đình đã cố gắng giúp cô bứt ra khỏi sự bế tắc của bản thân. Nhưng sau nhiều năm, Nga vẫn không thoát ra được cuộc sống u uất, tự kỷ trong thế giới nội tâm của mình. Cô tránh né mọi người, kể cả mẹ, cho đến năm 13 tuổi. Năm 13 tuổi, tôi luôn cảm thấy cái sự việc xảy đến với mình không được như ý muốn. Luôn than trách rằng là người khác đối xử không tốt với mình. Hồi nhỏ ấy thì sức khỏe của tôi không được tốt. Bố mẹ thường trách móc rằng là nuôi tôi rất là cực khổ. Tôi rất là chán nản về bản thân mình. Lúc đấy tôi rất là mệt mỏi, muốn tìm cho mình một cái khoảng bình yên. Khi đấy thì những cái bạn đồng trang lứa của tôi ấy chọn những cái như là truyện tranh, những cái phim hoạt hình, những cái thứ để làm thú vui. Còn tôi thì quyết định theo một môn khí công tu luyện. Và lúc đấy may mắn là tôi được một người thân trong gia đình giới thiệu môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Và tôi bắt đầu theo tập để tu dưỡng tâm tính của mình, trở thành một người tốt hơn. Khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ấy, sức khỏe của tôi được cải biến rất là nhiều. Và cái hoàn cảnh gia đình ấy cũng ít mâu thuẫn hơn. Tại vì lúc đấy tôi đã biết rằng thấu hiểu cho người khác hơn, quan tâm mọi người hơn. Nhờ vào học cuốn sách chuyển Pháp Luân của môn Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp cho tôi cuộc đời mới. Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Nga có những thay đổi ngạc nhiên. Cô vui vẻ, hoạt bát, tham gia nhiều hoạt động đoàn thể với các bạn cùng trang lứa, tham gia học múa. Cho dù với môn này, cô tự nhận rằng mình không có chút năng khiếu nào. Năm 2016, sau 4 ngày hướng dẫn của chị đội trưởng đội múa của đoàn nghệ thuật Hồng Ân Hải Dương, Nga đã có thể tham gia múa cùng đội. Một năm sau đó, tự tin vào khả năng diễn của mình, Nga trở về Hưng Yên thành lập một đội múa. Hiện nay, cô là đội trưởng đội múa của đoàn nghệ thuật Hồng Ân Hưng Yên. Tôi biết đến đoàn nghệ thuật Hồng Ân nhờ vào một bạn học viên ở Hải Dương năm 2016. Khi ấy thì bạn ấy nói với tôi rằng đang cần những học viên trẻ tuổi tham gia vào đội múa. Sau khi biết được cái mục đích, cái ý nghĩa thành lập đoàn, thì tôi quyết định tham gia. Có những khó khăn rất là lớn. Tôi phải đi rất là xa. Mỗi một lần muốn đi tập ấy, phải đi đến 40 km. Đường xá xa xôi lại không có phương tiện đi lại chủ động nữa. Thời gian đó tôi còn đi học, nên là không có nhiều thời gian để đi tập của mọi người. Mọi người đa phần là tập luyện vào buổi tối. Và đi diễn xa đối với tôi cũng là cả một cái vấn đề rất là lớn. Sau khi tham gia đoàn nghệ thuật Hồng Ân và tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, từ một cái người tính cách rất là nóng nảy, rất là hay cáu gắt, thì tôi trở thành hiền dịu hơn. Thiên tính của người phụ nữ vốn dĩ là dịu dàng. Khi đấy thì tôi hiểu được rằng là nghệ thuật chân chính ấy nó giúp con người ta trở về được với cái bản tính của mình. Bên cạnh đấy thì chúng tôi không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp. Mọi người đều từ những cái ngành nghề khác nhau. Có người là sinh viên, có người là cô giáo, nhân viên y tế. Rất là nhiều ngành nghề tụ họp lại. Đều cùng chung một cái mục đích, đấy là muốn khôi phục lại cái văn hóa truyền thống tốt đẹp. Chúng tôi không chỉ cố gắng tập luyện thật nhiều để nâng cao cái kỹ thuật của mình trong múa, mà còn phải rèn luyện cái tâm thái, những cái biểu cảm của mình trong cái bài múa, luôn giữ cái nội tâm an hòa để làm sao cho một cái tiết mục của mình không chỉ đặc sắc về kỹ thuật mà còn mang đến những cái giá trị truyền thống tốt đẹp từ ánh mắt, cử chỉ, hành động đều toát lên được cái sự thiện lương thuần khiết trong bài múa ấy. Mọi hoạt động của đoàn nghệ thuật Hồng Ân diễn ra đều là thiện nguyện và miễn phí.
Với cái mong muốn là sẽ lưu giữ được những cái giá trị văn hóa truyền thống, truyền tải đến những cái người xem triết lý nhân sinh, nhằm khơi dậy cái thiện niệm trong mỗi con người. Thank you.